2. Năm, mười, ba. 53. 53. Cửa hàng. Sklepy. Sklepy. Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao. Szukamy sklepu sportowego. Szukamy sklepu sportowego. Chúng tôi tìm một tiệm bán thịt. Szukamy sklepu mięsnego. Szukamy sklepu mięsnego. Chúng tôi tìm một hiệu thuốc. Szukamy apteki. Szukamy apteki. Vì chúng tôi muốn mua một quả bóng đá. Chcielibyśmy, chciałybyśmy kupić piłkę nożną. Chcielibyśmy, chciałybyśmy kupić piłkę nożną. Vì chúng tôi muốn mua xúc xích ý. Chcielibyśmy, chciałybyśmy kupić salami. Chcielibyśmy, chciałybyśmy kupić salami. Vì chúng tôi muốn mua dược phẩm. Chcielibyśmy, chciałybyśmy kupić lekarstwa. Chcielibyśmy, chciałybyśmy kupić lekarstwa. Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao để mua một quả bóng đá. Szukamy sklepu sportowego, by kupić piłkę nożną. Szukamy sklepu sportowego, by kupić piłkę nożną. Chúng tôi tìm một tiệm bán thịt để mua xúc xích. Szukamy sklepu mięsnego, by kupić salami. Szukamy sklepu mięsnego, by kupić salami. Chúng tôi tìm một hiệu thuốc để mua dược phẩm. Szukamy apteki, by kupić lekarstwa. Szukamy apteki, by kupić lekarstwa. Tôi tìm một tiệm bán đồ trang sức. Szukam jubilera. Szukam jubilera. Tôi tìm một hiệu ảnh. Szukam sklepu fotograficznego. Szukam sklepu fotograficznego. Tôi tìm một cửa hàng bánh ngọt. Szukam cukierni. Szukam cukierni. Vì tôi muốn mua một cái nhẫn. Mam zamiar kupić pierścionek. Mam zamiar kupić pierścionek. Vì tôi muốn mua một cuốn phim. Mam zamiar kupić film. Mam zamiar kupić film. Vì tôi muốn mua một cái bánh gato. Mam zamiar kupić tort. Mam zamiar kupić tort. Tôi tìm một cửa hàng trang sức để mua một cái nhẫn. Szukam jubilera, by kupić pierścionek. Szukam jubilera, by kupić pierścionek. Tôi tìm một hiệu ảnh để mua một cuốn phim. Szukam sklepu fotograficznego, by kupić film. Szukam sklepu fotograficznego, by kupić film. Tôi tìm một cửa hàng bánh ngọt để mua một bánh gato. Szukam cukierni, by kupić tort. Szukam cukierni, by kupić tort.